Chào mọi người, anh Phúc là em theo dõi hội nghị chung năm vừa rồi thì có một cái vấn đề quan trọng đấy là việc sửa luật đất đai. Thì không biết là anh Phim có quan điểm gì hay là thông tin gì về việc là sửa luật đất đai thì sẽ theo hướng nào so với luật đất đai hiện hành năm 2013 và nó ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp bất động sản hoặc là các cái ngành nghề có liên quan, tại vì là ngành bất động sản thì rõ ràng là nó có liên quan đến rất nhiều ngành nghề khác trong xã hội. Và trong cái bối cảnh lạm phát như này thì các cái chi phí nhà nước phải kiểm soát được một mặt hàng này và hàng kia, nhưng mà về giá đất, giá nhà thì có thể là khi mà người ta cảm giác cái lạm phát chuẩn bị cao và kinh tế nó có nguy cơ đó thì người ta sẽ trú ẩn ở đó. Thì không biết là luật đất đai sẽ sửa theo hướng nào so với luật đất đai hiện hành. Vâng, về cái thực sự là về cái liên quan đến đất đai thì cái chi phí thì cũng không nghiên cứu quá sâu lắm. Tuy nhiên thì cũng qua cái tuần vừa rồi trao đổi với mình các lãnh đạo của chính các bộ và về trung ương thì cũng có trao đổi với các chú các anh chị thì họ có trao đổi như này, vừa rồi là bắt buộc phải làm, nếu mà không làm thì cái việc sốt đất nó loạn lên cả nước và không ai sản xuất kinh doanh, và dần dà là cuối cùng thì nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nặng. Rồi nếu mà cái điều đó diễn ra tiếp tục thì cái đối tượng dễ tổn thương nhất đó là người thu nhập thấp. Khi đó họ sẽ thấy cái xã hội này thật là bất công. Họ sẽ thấy như vậy. Đó, họ sẽ thấy như vậy. Thế thành ra là ở trên họ cũng phải bắt buộc phải làm. Phải chắc là cái đà đầu cơ đã tăng giá gọi là quá bất thường của cái bất động sản. Và theo cái hướng, nếu mà họ đưa ra như thế rõ ràng chúng ta thấy là ngay lập tức thì nó ảnh hưởng rất rộng, nhưng về chiều hướng lâu dài họ kỳ vọng là nó sẽ tốt hơn, và chúng ta cũng kỳ vọng như thế, còn việc chắc chắn thì không chắc chắn được đó, không chắc chắn được. Thì vừa rồi thì trước quốc hội thì yêu cầu là các cái bên chính phủ thì phải có báo cáo đầy đủ về cái tình hình bất động sản bây giờ. Thế thành ra là trước đó thì các công ty bất động sản bị thanh tra, và vừa rồi anh chị thấy là hay là gì cũng bị thanh tra, có bị thanh tra. Và thực sự là các cái dự án bất động sản được ký để bán ra là không có, đúng không? Có duy nhất là Vin kịp thời bán, Vin kịp thời bán thôi, là bởi vì họ muốn thanh tra để họ kiểm soát lại một cách chặt chẽ hơn. Và cái việc thanh tra giám sát và đưa ra các luật khá chặt chẽ này, đặc biệt là việc là phân lô bán nền, đúng không? Thì nó sẽ khiến cho những cái chủ kinh doanh nho nhỏ vừa phải, những cái người gọi là lợi dụng được cái kẽ hở để người ta làm, thì bây giờ nó chặt chẽ hơn nhiều thì nó rất khó phát triển, nhưng mà nó lại có lợi lâu dài cho các cái tập đoàn lớn để phát triển, các tập đoàn lớn phát triển. Và vừa rồi thì cũng không, cái này thì nó không được công bố, nhưng mà ở trên họ cũng yêu cầu rất rõ các cái tập đoàn bất động sản lớn cần phải có trách nhiệm xã hội, không phải các vương bách nữa, phải có trách nhiệm xã hội lớn đó, bằng cách là làm ra những cái sản phẩm không phải cứ đẩy giá lên mà phải làm ra những cái sản phẩm mà người dân, toàn dân người ta dùng được. Thì vừa rồi thì anh chị có thể thấy là hiếm khi thấy chủ tịch Vượng lên phát biểu rồi, cách đây vài hôm đã lên phát biểu và xây dựng cả mấy trăm ngàn căn nhà mục tiêu với giá trên 300 triệu một căn, đúng không? Đó thì tức là đấy là một cái tín hiệu khá là tốt cho tương lai, còn ngắn hạn thì rõ ràng là rất khó khăn, dự án bất động sản không có. Và về cái luật quy định chi tiết cụ thể sửa như thế nào thì thực sự là sắp tới phải quốc hội, đúng không? Thì đưa ra thì lúc thì mới rõ được, thì ATP cũng không đánh giá được nhiều. Thì đấy là những cái thông tin mà ATP có trao đổi trong cái tuần vừa qua với các bên, đặc biệt là những bên liên quan đến bên chính quyền đó, thì có trao đổi thì được thông tin này như thế, và cũng không biết là việc thông tin như thế cũng không dám chắc là kiểm chứng là chính xác 100%. Đó thì cung cấp thêm anh chị để với cái này thì chia sẻ luôn đấy, thì cũng không nắm được, không nắm được gọi là chắc chắn toàn bộ để chia sẻ với anh như vậy. Đó, chắc là anh cũng nghiên cứu nhiều về vấn đề này thì mời chia sẻ thêm thôi. Mời chia sẻ. Vâng, về em thấy như này, tức là trong cái giai đoạn xuất từ khi bắt đầu dịch đến giờ thì các nhóm ngành đều thay nhau tăng. Năm 2020 thì lúc đầu là tự nhiên là khi mà NIM tăng thì là ngân hàng
đi đầu, sau đấy đến thị trường chứng khoán sôi động lên thì chúng ta ngành chứng khoán cuối năm thì rất nhiều ngành đều là tăng và phục hồi. Sang năm 2021 thì là sẽ lần lượt các ngành tăng, ví dụ như đầu năm là ngân hàng, chứng khoán, thép. Về giữa năm thì chúng ta có xuất khẩu, có cảng biển. Ở cuối năm thì chúng ta sẽ có ngành bất động sản tăng rất là mạnh. Đấy, rất nhiều cổ phiếu bất động sản tăng nhiều lần. Thì rồi là chúng ta đến các cái mã penny đầu cơ. Thì đến bây giờ thì khi mà có vẻ như là tất cả các cái nhóm ngành nghề nó đều đã tăng rồi thì nó sẽ cái bước đi tiếp theo nó sẽ là cái ngành nghề nào? Thì trước Tết em thấy là có rất là nhiều đơn vị là có nói là ngành ngân hàng đã đi ngang suốt từ giữa năm ngoái, thì ngành ngân hàng sẽ là cái ngành mà đầu tư nó tương đối an toàn và có kỳ vọng. Tất nhiên nó không quá cao nhưng mà nó kỳ vọng tương đối tốt trong năm nay. Đấy, nhưng mà cái diễn biến thực sự của thị trường thì lẽ là ngành ngân hàng có thể là trong cái đợt giảm rồi nó giảm cuối cùng nhưng mà nó cũng giảm rất là mạnh. Và với cái số lượng cổ phiếu mà nó lưu hành thị trường lớn như vậy, nếu như không có dòng tiền lớn thì cái việc mà nó có thể hồi trở lại được như thế nào thì chưa rõ. Còn đối với ngành bất động sản thì như anh Phục vừa nói là em đã xác nhận được cái tư duy, cái ý tưởng về, tức là khi mà cái luật đất đai rồi các quy định về quản lý đất nó được siết chặt lại thì có lợi nhất là các tập đoàn lớn, tại vì họ làm ăn bài bản, họ đem lại ví dụ như Vinhome, ví dụ như Nam Long, Khang Điền, nó có những cái dự án mà nó không chỉ là nhà mà nó là cả cái môi trường sống, đem lại cuộc sống chất lượng tốt hơn, thì họ sẽ có lợi hơn là việc ở quê là cái doanh nghiệp nhỏ là những cá nhân, nhóm cá nhân nhỏ chỉ phân lô bán nền, ví dụ như có vài nghìn mét phân, trăm mét một bán, cũng chẳng có một cái hạ tầng gì cả. Đấy thì là đồng quan điểm là như thế. Nhưng mà một cái là về cái luật đất đai thì như trước đây thì rõ ràng là cái chu kỳ bất động sản khoảng năm 2010, lúc đấy em mới tham gia thị trường chứng khoán, lúc đấy 2010-2011 đất tăng rất là cao, như kiểu là một năm đấy phải tăng gấp đôi. Đấy, sau đấy thì thị trường nó bắt đầu bị siết cung tín dụng, nó tụt xuống, hoặc là kể là thị trường chứng khoán nó cũng xuống rất là nhiều. Đấy, nhưng mà ở cái thời điểm đấy thì là cái thị trường bất động sản của mình cũng chưa phát triển lắm, thì cái cung hàng nó rất nhiều. Ví dụ như cái khu vực này, thì khu vực này thời đấy là có rất nhiều dự án cao tầng mọc lên, cái đường Hoàng Minh Giám, đường Lê Văn Lương, là rất nhiều thời điểm đó là nó đóng băng các cái dự án thành sân bóng đá hết. Bây giờ thì nó mới hồi lại, nó bắt đầu lại xây lên. Nhưng mà ở cái giai đoạn này sau khi luật đất đai sửa đổi năm 2013 đưa các quy định vào, ví dụ như là đền bù thỏa thuận cho dân chẳng hạn, thì giá đền bù nó cao lên thì nó khó khăn trong việc đàm phán hơn là trước nhà nước là đứng ra làm việc nói chung. Đấy, thì là cái nguồn cung bất động sản bây giờ là nó đã bị ảnh hưởng suốt từ đó đến giờ, được xin dự án rồi là đưa giải phóng mặt bằng là nó khó khăn. Đấy, thì là về cái câu chuyện là sắp tới là luật đất đai thì tổng bí thư có nói là phải khẩn trương sửa cái luật đất đai này. Nhưng mà ví dụ như trước đây sửa là đã làm thấp nguồn, nâng cao cái tiêu chuẩn dự án rồi, thấp cái nguồn cung dự án vào rồi, thì tiếp theo sẽ sửa như thế nào nữa, là theo hướng thấp hay là mở như thế nào, thì là cái này là nói thật sự là tìm hiểu nhiều nhưng mà cũng chưa rõ được ý của Hội nghị Trung ương hay là ý của Quốc hội sắp tới là sẽ đi theo con đường nào, thấp chỗ nào hay là mở chỗ nào. Thế thì nó sẽ ảnh hưởng, mình nghĩ là sẽ ảnh hưởng nhiều đến thị trường bất động sản. Như anh Tuấn Hoàng trong buổi livestream hôm thứ sáu thì có nói là đôi khi nó cũng có cái khoảng trống về chính sách, tức là trong thời gian mà chính sách nó chưa rõ ràng thì là các cái doanh nghiệp trong đó có thể là nó sẽ không có có cái diễn biến nó tích cực về giá chẳng hạn. Thì em chút trao đổi như vậy, nếu mà hy vọng là có ai có thông tin gì đó hay là quan điểm gì đó thì chúng ta cùng trao đổi. Xin cảm ơn ạ.